JK Audio nghe chưa đủ thấy xác tin. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube JK Audio. Vâng, điều đầu tiên thì em gửi lời chào đến tất cả các bác mọi miền tổ quốc và tất cả các bác mọi miền tổ quốc sức khỏe và thành công. Và hôm nay bên em sẽ làm một cái video chia sẻ về kinh nghiệm kết nối thiết bị hỗ trợ cho dàn karaoke gia đình được hợp lý nhất và tốt nhất. Vâng, bên JK Audio cũng nhận được rất là nhiều cái câu hỏi của các bác mọi miền tổ quốc hỏi về vấn đề là kết nối nọc xì làm sao cho nó hợp lý và hay nhất. Và thì hôm nay bên em cũng nhận được những câu hỏi đó thì bên em cũng làm cái video chia sẻ. Vâng, thì trước mặt quý vị và các bạn đây thì em lấy cái demo là của cái lọc DBX231 và một cái lọc DBX231. Vâng, thì về cách kết nối tất cả những thiết bị hỗ trợ cho dàn karaoke gia đình được hay, được chi tiết, được tách bạch thì tất cả những thiết bị đó cũng có thể kết nối trước vang hoặc sau vang. Tiềm năng kết nối với lại cái vang JKM50X và một cái đẩy MA-G7. Vâng, về thông thường thì có rất nhiều cách kết nối để đưa tín hiệu vào và ra đẩy và sau đó là ra loa. Nhưng cách kết nối nào nó cũng có một cái ưu điểm và một cái nhược điểm. Nhưng chúng ta sẽ khai thác những cái kết nối mà ưu điểm nhiều hơn là nhược điểm. Vâng, thì đầu tiên là em muốn nói đến các bác là cách kết nối lọc trước vang. Vâng, điều đầu tiên là nhạc các bác lấy cung cấp vào thiết bị lọc xì hay là equalizer DBX2231 hay là lọc bất cứ một cái lọc của hãng nào cũng được. Các bác đưa lọc đưa tín hiệu vào, tín hiệu nhạc vào cái lọc, sau đó là các bác chỉnh cái giải âm bởi các tần gạt, chỉnh tất cả các cái giải tần từ thấp đến cao được chi tiết và được tách bạch. Sau đó các bác đưa tín hiệu đã được xử lý qua lọc đưa xuống vang và sau đó là đi ra đây và ra loa. Thì trong quá trình mà các bác kết nối lọc trước vang ấy có rất là nhiều cái ưu điểm. Thứ nhất đó là cái lưng tổng thể giải nhạc chi tiết tách bạch hay đưa xuống vang thì được xử lý rất tốt rồi. Đó là cái mà chúng ta cần khai thác ở cái lọc. Và khi chúng ta đấu ở trước lọc mà sau này chúng ta hát karaoke, chúng ta không phải can thiệp nhiều về cái giải chung, giải lời ca sĩ. Vì là tất cả những cái lời ca sĩ chúng ta hát karaoke thì đưa trực tiếp vào vang. Vì là vang cơ hay vang số thì bản thân nó đã xử lý cái giải mix rất tốt và sau đó đưa xuống đẩy. Cái trường hợp này là chúng ta không phải can thiệp nhiều về lọc để lưng giải chung. Vì là nếu các bác can thiệp vào thì nó sẽ bị rú rít rất nhiều bởi cái lọc mà các bác kết nối ở dưới vang. Đấy là những cái ưu điểm của các bác đấu lọc trước vang. Vì là mới không đi qua lọc, vì thế chúng ta vừa nghe nhạc vừa có thể hát được mà không phải can thiệp vào các tần gạt. Đấy, không phải can thiệp vào những tần gạt phía trước này. Đấy là cái ưu điểm mà chúng ta đấu lọc trước vang. Vì cái bản thân lọc, cái chính công việc chính của cái lọc đó là xử lý giải âm từ bass, trung, treble là của một bài hát hay là một bài nhạc bất hủ nào đó là xử lý rất tốt. Vì thế mà chúng ta khi mà chúng ta hát đưa mic vào vang chúng ta hát thì cái nhạc và vang đã xử lý lọc đã xử lý nhạc và vang xử lý về mic. Đấy, vì thế chúng ta hát nó không bao giờ bị rú rít. Đây là cái ưu điểm của cách kết nối mà lọc trước vang. Vâng, còn cái cách kết nối mà vang trước lọc thì có một cái nhược điểm rất là lớn. Đó là chúng ta khi mà chúng ta nghe nhạc ấy, nghe nhạc thì nó không vấn đề gì, nó cũng là lưng giải âm và chỉnh chi tiết từng giải thấp đến giải cao. Nhưng có một cái nhược điểm rất lớn, đó là khi chúng ta cắm mic đưa vào vang, sau đó lại chúng ta lại đưa tiếng mic giải chung hay là lời ca sĩ xuống lọc nữa thì nó lại lưng thêm một cái giải âm nữa. Và cái giải âm ở cái lọc can thiệp vào cái giải treble rất là nhiều mà chúng ta hát rất hay bị rú rít. Đây là cái nhược điểm mà chúng ta kết nối ở dưới vang.
khi mà chúng ta kết nối lọc ở dưới vang ấy, thì chúng ta cũng nghe nhạc và hát, chúng ta phải chỉnh liên tục, nghe nhạc khác và chúng ta hát karaoke loại khác. Đấy, nó không can thiệp được tốt về mic. Đấy, nhiều bác cứ thắc mắc là sao tôi thấy nhiều người ta kết nối ở dưới vang, thì các bác kết nối thì nó vẫn hoạt động được, nhưng cái nhược điểm nó rất là nhiều. Vì bản thân những thiết bị hỗ trợ âm thanh thì các bác đưa idol dưới cùng cũng được, mà các bác đưa lọc dưới cùng cũng được, mà đưa trên cùng cũng được. Nhưng theo kinh nghiệm mà bên TK Audio làm rất là nhiều năm trong nghề, thì em muốn chia sẻ các bác mà mua về những cái máy nâng tiếng hay là những cái lọc, thì các bác nên đấu trước vang nhé, để mic nó không phải bị đi qua những cái thiết bị máy nâng tiếng hay là lọc, nó gây rất dễ gây rú rít. Đấy là cái cách kết nối mà với lọc gì làm sao cho hợp lý nhất và đạt được những cái ưu điểm nhiều nhất và khắc phục được cái nhược điểm tốt nhất. Đấy, thì em cũng muốn nhắc lại là lọc có tác dụng là xử lý các giải âm của một bài hát chi tiết, còn vang xử lý vấn đề về mic trung hú rất tốt. Đấy là hai cái mà chúng ta liên kết hợp với nhau, và cách kết nối tốt nhất em khuyên các bác là lên kết nối lọc trước vang. Cả ưu điểm và nhược điểm em đã phân tích cho các bác rồi. Nếu mà lọc dưới vang thì các bác hát, các bác chỉnh rất là nhiều thì mới can thiệp được vào mic để cho chống hú, chống rít. Vâng, còn các bác kết nối lọc trước vang thì các bác chỉ cần chỉnh một lần thôi, là nhạc và mic đã khớp với nhau, và các bác phải can thiệp nhiều về cái giải cao mà gây rú rít cho mic, gây khó chịu cho người hát. Sau cái video này thì các bác cũng hiểu được phần nào. Bên em chia sẻ cái kinh nghiệm cách kết nối những thiết bị hỗ trợ cho dàn karaoke gia đình tốt nhất và đơn giản nhất và lại hay nhất. Vâng, em xin phép dừng video chia sẻ này lại và hẹn vào các bác vào các clip tiếp theo. Vâng, tập cùng em chúc tất cả các bác mọi miền Trung Quốc sức khỏe và thành công. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại vào các clip sau ạ.